Không chỉ phá vỡ nhiều kỷ lục, nữ kình ngư quân đội Ánh Viên đã đi vào lịch sử bơi lội nữ Việt Nam khi trở thành cô gái đầu tiên giành đến 3 huy chương vàng tại một kỳ SEA Games. Giải cơn khát vàng kéo dài 54 năm cho bơi lội nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Thành tích ấn tượng như thế, nhưng cô gái Cần Thơ và người thầy của mình cho rằng đây vẫn không phải là kỳ đại hội thành công. Với hôm nay con là huy chương, nhưng mà cái mục đích về thành tích của mình là nó chưa đạt. Sau đó con phải rút kinh nghiệm. Em cũng có thể phá thêm được nhiều kỷ lục, nhưng mà em không thể hiện hết được ra ở giải đấu đó. Em rất là buồn. 3 huy chương vàng của Ánh Viên ở đây hoàn toàn không có ý nghĩa đối với Ánh Viên ở cái lộ trình phát triển. Tôi tin rằng với sự làm việc vất vả và sự chịu đựng khó khăn, gian khổ khắc nghiệt của cái tập luyện đỉnh cao mà Ánh Viên đã làm được trong thời gian qua, thì tôi mong rằng đến cái thời gian cái ASEAN sắp tới, chúng ta sẽ có được cái kết quả hái quả ngọt từ vận viên Ánh Viên. Cái tên Ánh Viên nổi lên như một hiện tượng ở làng bơi lội trong nước và khu vực mấy năm gần đây. Lần đầu ra đấu trường khu vực ở SEA Games 26, Ánh Viên đã giành 2 tấm huy chương bạc. Nhưng điểm nhấn là một năm sau, cô giành 5 huy chương vàng cho Việt Nam, nội dung 50m, 100m, 200m ngựa, 200m và 400m hỗn hợp tại cuộc thi vô địch bơi lội Đông Nam Á ở Singapore, 4 lần phá chuẩn B Olympic ở giải khu vực. Cô đại diện cho Việt Nam tại Olympic London 2012 trong hai nội dung 200m bơi ngửa và 400m bơi cá nhân hỗn hợp. Đó là một cái sân chơi quá lớn đối với em trong lần đầu tiên tham dự Olympic. Do đó em thi đấu với một cái tinh thần rất là thoải mái và đạt được cái thành quả là tức là em tiến bộ hơn so với thành tích của em. Nếu mỗi lần mình đi ra ở những giải đấu lớn thì mình có thể học được kinh nghiệm của đối thủ hoặc là của những người bơi giỏi. Khi ra thi đấu thì mình phải bản lĩnh và tự tin lên. Trước SEA Games 27, Ánh Viên đã đoạt tới 142 huy chương trong nước và quốc tế các loại. Quá nửa trong số đó là huy chương vàng. Tại Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á lần thứ 2 được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc năm 2013, Ánh Viên xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Trước SEA Games 27, nhiều chuyên gia tin rằng chị mình cô gái quê Cần Thơ cũng có thể hoàn thành chỉ tiêu vàng cho cả đội tuyển bơi. Thực tế, nếu trọng tài không bỏ qua lỗi xuất phát của vận động viên Singapore ở nội dung 100m ngửa, thì Ánh Viên đã có riêng cho mình tấm huy chương vàng thứ tư. Có thể tự hào là có một nhân tài xuất hiện, có một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, bầu trời thì không đúng, nhưng mà trên mặt nước của các bể bơi của Việt Nam và của bể bơi của Đông Nam Á cũng như là châu Á, đó là Ánh Viên. Ánh Viên là một cái của quý của thể thao Việt Nam. Không quá lời khi nói, Ánh Viên là báu vật của bơi lội Việt Nam. Theo các chuyên gia, cơ thể Ánh Viên hội tụ đầy đủ yếu tố của một ngôi sao bơi lội. Ở tuổi 17, cô đã cao 1m72. Đặc biệt, tiểu tiên cá có sải tay dài đến 1m98, thuộc diện hiếm ngay cả với làng bơi lội quốc tế. Đặc điểm cơ thể Ánh Viên có nhiều nét tương đồng với ngôi sao của làng bơi thế giới, đồng thời là thần tượng của cô, Michael Phelps. Sải tay của Ánh Viên chỉ thua huyền thoại người Mỹ có 4cm. Ánh Viên có độ nổi nước rất tốt, mà bất kỳ huấn luyện viên bơi lội nào khi nhìn thấy cũng phải thích thú. Đây là một cái vận động viên nó hội tụ tương đối đầy đủ các cái chỉ số về hình thể đặc trưng của một bơi lội đỉnh cao, thành tích cao, tức là cái phát triển cơ dài. Cái thứ hai nữa là các cái bàn chân và bàn tay rất là lớn, các cái số về tim mạch qua các đợt kiểm tra thì nó cho thấy đây là một vận động viên có thể chịu được cái lượng vận động tương đối lớn. Cái này là người ta nói là người vượn chứ không phải là gì cả, cực kỳ phù hợp cho cái việc mà bơi lội. Còn rất trẻ, nhưng tiểu tiên cá liên tục cải thiện các thông số cá nhân, phá nhiều kỷ lục ở nội dung 200m ngửa, nhưng đặc biệt hơn cả là ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Tại giải vô địch thế giới 2013, Ánh Viên từng đạt thành tích ấn tượng 4 phút 47 giây 60. Nhưng không lâu sau đó, báu vật của bơi lội Việt Nam
lập thành tích mới 4 phút 41 giây 68 tại giải Orlando Grand Prix 2014, được Liên đoàn bơi lội thế giới xếp vào top 10 vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Nội dung này đáng khâm phục khi biết xuất phát điểm của anh Viên không phải là ở hai nội dung đó. Ở địa phương là không cho tập ngửa vì lý do là phát triển môn chính của em là ếch. Khi kiểm tra thì tôi báo các vận động viên bơi ngửa thì đúng là kỹ thuật các em yếu thật, nhưng mà trong cái yếu tố đó, trong khi em thực hiện đó thì nó toát lên một cái vẻ một vận động viên chuyên nghiệp về ngửa. Do đó tôi đã tuyển chọn anh Viên và đi sâu vào cái ngửa và cũng như hỗn hợp. 400 hỗn hợp thì vận động viên anh Viên là đã nằm trong cái vận động top 10 của thế giới. Trước đây chúng ta có mới có vận động viên nằm trong top 50, nằm trong top 100 thì đến bây giờ chúng ta đã có vận động viên nằm trong top 10. Ở Việt Nam, chỉ những trường hợp đặc biệt mới có huấn luyện viên riêng trong môn bơi. Nhưng anh Viên còn hơn cả đặc biệt. Tập huấn ở Mỹ, cô gái Cần Thơ được làm việc với những chuyên gia giàu kinh nghiệm, nơi tập huấn thuộc loại tốt nhất thế giới hiện nay. Anh Viên có dịp cọ sát với những tên tuổi của bơi lội thế giới. Cô gái Cần Thơ luôn đáp ứng mọi bài tập ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của các kình ngư trẻ hàng đầu thế giới. Tập luyện tại Mỹ thì giúp em rất là nhiều, nó giúp em phát triển lên từng ngày và từng tháng. Điểm đặc biệt trong tập luyện của anh Viên còn nằm ở thực đơn cực kỳ cầu kỳ và khoa học. Mỗi bữa, Tiểu Tiên Cá phải ăn hết 1 cân thịt bò và 50 con tôm để có năng lượng tập. Thực đơn này vượt xa bất cứ vận động viên nào của Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn dành cho kình ngư nổi tiếng người Mỹ Michael Phelps. Nó được chính các chuyên gia Mỹ tư vấn dựa trên đặc điểm thực tế cơ thể, nhu cầu tập luyện thi đấu. Ăn thì rất là hợp khẩu vị nhưng mà nó hơi nhiều đối với những gì em tưởng tượng. Dinh dưỡng là khẩu phần của thầy đặt ra, em chỉ còn việc ăn thôi. Cái dinh dưỡng của một vận động viên thể thao tích cao thì nó được xây dựng một cách rất là chặt chẽ, giúp cho vận động viên nó nâng cao cái khả năng tập luyện, khả năng chịu đựng, cũng giúp cho vận động viên đào thải nhanh những cái độc tố tồn tại trong quá trình tập luyện, xuất hiện trong quá trình tập luyện. Chính điều đấy nó cũng đảm bảo cho vận động viên anh Viên là luôn luôn sung sức trong các buổi tập, cũng luôn sung sức trong các cái đợt thi đấu. Nhờ anh Viên, bơi lội nữ Việt Nam lần đầu hướng tới những đấu trường lớn hơn. Mục tiêu tiếp theo của cô sẽ là tranh chấp tấm huy chương vàng ASEAN 2014 tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc. Ở ASEAN thì nếu mà biết lựa chọn kỹ những cái nội dung mà anh Viên có thể làm nên chuyện đó thì chúng ta có khả năng là có thể có huy chương vàng ngay tại năm nay, cuối năm nay. Hoặc nếu không có thì 2019 thì đúng là lúc mà anh Viên coi như chín rồi đấy. Các nội dung ngửa của trong châu Á thì vận động viên Nguyễn Thị Anh Viên có thể nằm trong top 3 đến top 5 của châu Á. Tuy nhiên, tuổi đời còn rất trẻ nên anh Viên vẫn cần hoàn thiện thêm để tiếp tục chinh phục đỉnh cao. Như anh Viên là một vận động viên có khả năng học được những kỹ thuật hiện đại với cái thời gian rất nhanh, nhưng ngược lại cũng là một vận động viên rất dễ nhanh chóng quên đi cái kỹ thuật đó nếu không được nhắc nhở và quan sát kỹ lưỡng của huấn luyện viên. Ở phía trước thì còn rất nhiều, còn phải làm nhiều hơn nữa. Em cũng không có áp lực gì nhiều. Những cái mình đạt được thì nên tạm gác nó lại. Trên đường đua xanh, anh Viên giống như một con cá kình dũng mãnh. Nhưng ở ngoài đời, cô gái sinh năm 1996 rất hồn nhiên, vô tư. Kình ngư này trở thành thượng úy trẻ tuổi nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở tuổi 16. Và sau chiến tích tại SEA Games 27, anh Viên được thăng quân hàm lên đại úy trước niên hạn. Đó là phần thưởng xứng đáng cho Tiểu Tiên Cá, bởi cô là niềm tự hào cho thể thao quân đội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Cũng rất là hãnh diện. Quân đội giúp em từ những ngày đầu tới giờ, và cũng thành công của em ngày hôm nay cũng là phần do quân đội đóng góp. Sau mỗi lần thành công của em thì em cũng được quân đội và các bác quan tâm và động viên em sau mỗi lần em thi đấu về. Bản thân anh Viên hiểu rằng sự nghiệp của cô chưa chắc đã thuận lợi đến thế nếu không được quân đội phát hiện và tuyển chọn. Sinh ra ở miền sông nước Cần Thơ, hồi còn nhỏ, cô bé vốn nhút nhát và sợ nước đã được gia đình dạy bơi vì lo lắng cô có thể bị đe dọa bởi sông nước miền Tây. Những chiến tích ở hội khỏe Phú Đồng huyện, thành phố, lọt vào đội tuyển trường sau đó khiến anh Viên đam mê hơn với đường đua xanh.
có ba ông cháu thì ông nội cắm cây ở chính giữa xong đó rồi cứ ôm đẩy ra cây chụp xong đạp cây vô. Trường tổ chức thi ca chung với nhau ở lớp đó, xong rồi đăng ký thi với nhau thì lớp em là năm A2, lớp kia là năm A1 mà bạn năm 1 bơi hay lắm. Xong cái em nói thôi để tôi lần này tôi đăng ký đó, bơi đặng cho ăn lớp năm A1. Xong cái em đăng ký bơi thắng xong được thầy chọn đi luôn. Sớm bộc lộ tài năng của một kình ngư triển vọng, cô bé với chiều cao mơ ước 1m66 đã lọt vào tầm ngắm của đội tuyển bơi lội Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9. Đó có thể coi là bước ngoặt thực sự đối với anh Viên. Môi trường và sự đầu tư của quân đội giúp Viên Ngọc Thô này rèn giũa, phát huy được khả năng của mình. Khi được biết là thầy cho em lên đội tuyển, em rất là vui. Lúc đó thì còn nhỏ hơn mà mình chưa có được gì mà được cho lên vậy, cũng sợ nhiều bạn bè nói nên em chỉ biết cố gắng tập luyện. Tập thì rất là mệt. Hàng loạt chiến tích năm 2013 giúp anh Viên giành giải ấn tượng vàng SEA Games 27, danh hiệu vận động viên tiêu biểu 2013 trên cả những vận động viên nổi tiếng như nhà vô địch cờ chớp thế giới Lê Quang Liêm hay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, huy chương vàng thế giới. Nhưng anh Viên không thể có mặt trong bất kỳ một lễ tôn vinh nào mà chỉ gia đình cô có mặt. Bởi lẽ cô lại tiếp tục lên đường đi tập huấn dài hạn ở Mỹ với khát vọng lớn hơn trên đường đua xanh. Nhớ nhà nữa, lúc đó em ngồi em khóc nên ước muốn của em là em muốn được huy chương ở các giải đấu lớn và em biết tất cả mọi người biết tới em thì em lại cố gắng tập luyện bơi. Hiếm có vận động viên nào ở Việt Nam được quan tâm đầu tư như anh Viên, bởi cô được coi là báu vật của thể thao quân đội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Khoản đầu tư 200.000 đô la Mỹ từ Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thể dục Thể thao và các đơn vị tài trợ giúp anh Viên có điều kiện tập huấn thường xuyên ở Mỹ với các chuyên gia hàng đầu, được thụ giáo những giáo án tập luyện đỉnh cao. Hiện nay anh Viên được hưởng tất cả những cái điều kiện đầu tư tốt nhất từ là ngành thể dục thể thao. Chúng ta có con người thì chúng ta cần phải có điều kiện hỗ trợ tập luyện cũng như điều kiện dinh dưỡng. Khi mà chúng tôi đặt vấn đề thì các đồng chí lãnh đạo của quân huấn, lãnh đạo của phòng thể thao của Bộ Quốc phòng đã chủ động có những cuộc gặp gỡ, họp hành để bàn bạc với lãnh đạo tổng cục, bàn bạc với lãnh đạo Hội Thao Xuyên nước Việt Nam để làm sao có đưa ra một cái gói kinh phí hợp lý nhất trong điều kiện có thể và tốt nhất cho vận động viên Nguyễn Thị Anh Viên. Chỉ trong khoảng 7 năm đến với bơi lội, tiểu tiên cá Anh Viên đã vươn tới tầm khu vực, thậm chí còn tiệm cận với mặt bằng châu lục. Chứng kiến tài năng thiên bẩm cùng khát khao vươn lên đỉnh cao của cô gái mới bước sang tuổi 18, chúng ta có quyền tin tưởng rằng báu vật của bơi lội Việt Nam sẽ làm rạng danh tổ quốc ở tầm thế giới. Đó cũng là niềm tự hào của thể thao quân đội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Thi đấu hết sức mình, không sợ đối thủ và nhớ đến những động tác kỹ thuật hoặc là chiến thuật thầy dạy ra trong cự ly đó. Còn cảm giác của em xuống hồ thì nó rất là thoải mái, khi mình nhảy xuống thì mình có sức thì mình cứ bơi hết, cố gắng bơi giỏi hơn, rút ngắn thời gian của các cự ly bơi và cố gắng đạt huy chương ở ASEAN.